toàn câu rằng từ xưa tới giờ cái nước mạnh nó luôn luôn lắng được cái nước yếu, cái người giàu thì khinh dễ cái người nghèo, cái thằng mạnh thì ăn hiếp cái thằng yếu đó. Thằng Tàu nó muốn nuốt nước Việt Nam mình là chuyện là mấy ngàn năm về trước rồi, mà nó nuốt không được. Nếu bây giờ nó có đánh nước Việt Nam mình mà nước Việt Nam mình chống cự không được thì cũng là cái chuyện bình thường, tại mình yếu hơn nó thì mình thua nó, mà còn mạnh mình mạnh hơn nó thì mình giữ được nước. Nhưng mà tôi không thích các bạn dân chủ cuội là đổ thừa nhà nước Việt Nam bay sắp bán nước cho Tàu, dựng chuyện lên bừa bãi để tác động kích động làm dân trong cái mà cái lĩnh vực mà chính trị chiến tranh các thứ. Tôi không bao giờ thích các bạn ở nước ngoài nói cái câu đó là nhà nước Việt Nam bán nước hại dân. Chính các bạn là những kẻ bỏ nước ra đi, mà các bạn nói là các bạn là những người yêu nước. Thật ra là các bạn nói vậy là các bạn là hoàn toàn là sai, các bạn yêu nước bằng cái mõm thôi. Chính các bạn tham sống sợ chết, đi qua bên đó rồi làm bưng bô, làm nô tài cho ngoại tộc rồi. Còn bây giờ quay mỏ về chửi nhà nước Việt Nam, thách thức nhà nước Việt Nam phải ra mà đấu với Tàu. Mỗi một lần như vậy là vấn đề mà Tàu bè đánh cá của quê hương mình nó bị Tàu bè của Tàu đó nó lấn ép mình. Thì biểu nhà nước Việt Nam phải ra quân đánh với Tàu, còn nếu không là gọi là hèn với giặc, ác với dân. Tôi nói cho các bạn nghe nè, nếu nước Việt Nam chúng ta mà ra quân khơi khơi mà đấu thẳng với Tàu chẳng khác gì trứng chọi với đá. Nhà nước Việt Nam người ta khôn, người ta dùng cách giải quyết bằng ôn hòa, còn các bạn đi dùng cái lời để mà thách thức người ta. Tôi thẳng với các bạn, chỉ có những kẻ kém hiểu biết họ nó mới trúng kế các bạn, rồi nó đi biểu tình nhà nước Việt Nam. Chứ tôi đây tôi nhìn vô là tôi biết đó là một kế nham hiểm xuyên tạc mà gọi là chia rẽ dân tộc mà thôi. Tôi nhìn vô tôi biết chứ. Mỗi một lần xảy ra một cái chuyện gì thôi, tôi đã nói mới vừa nói là cái chuyện Tàu cá thôi. Quý vị thách thức nhà nước Việt Nam bỏ dân bị Tàu ăn hiếp, sao không ra quân đánh nó? Bộ các bạn tưởng đâu là ra quân một quốc gia chiến tranh như vậy là dễ sống lắm hả? Nhà nước Việt Nam rất khôn rất khéo mới giữ được cái hòa bình 30 năm nay, cũng mới đưa cái đời sống phát triển lên. Nó người ta đã chiến tranh nhiều năm lắm rồi, người ta đã tơi tả lắm rồi. Nhưng mà các bạn mỉa mai khinh khi người ta trong khi các bạn không làm một cái thứ gì hết. Đúng không? Các bạn không giúp gì được cho người ta mà các bạn đi mà khiêu khích người ta, xúi dục người dân làm quấy trộn cái xã hội Việt Nam lên vì một chút nhẹ chuyện tranh chấp. Tôi nói cho các bạn nghe nè, tranh chấp của một quốc gia nó giống như bình thường chúng ta tranh chấp ở nhau hàng ngày đây thôi. Anh mở cửa tiệm, tôi đây mở cửa tiệm, đôi khi mình cũng mà tranh chấp với nhau. Anh đi ra đường chơi, tôi đi ra đường chơi, đôi khi mình cũng không thuận nhau cũng là tranh chấp rồi. Nhưng cái quan trọng là giải quyết vấn đề là nó như thế nào kìa, chứ không phải động một cái là ra quân đánh nhau đâu. Tôi nói thẳng với quý vị, đó là tôi nhìn về cái vấn đề quê hương đất nước là như vậy đó quý vị. Nhưng mà các bạn lúc nào cũng khiêu khích nhà nước Việt Nam là tại sao không binh dân. Nhà nước Việt Nam đâu có bỏ dân. Hay bất cứ thằng Tàu nào đó hay thằng Tây nào tới nước Việt Nam mình đánh mình đi, nhà nước Việt Nam luôn luôn đuổi nó ra khỏi nước Việt Nam. Đúng. Cái chuyện đó là nhà nước Việt Nam làm được. Nhưng mà các bạn khiêu khích người ta phải biểu nhà nước Việt Nam ra quân đi đánh Tàu. Cái đó là chẳng khác các bạn xuống người ta đi chết. Nhà nước Việt Nam đâu có ngu như các bạn. Vâng. Có phải gì không? Các vị đó biểu tình giờ khẩu hiệu kích bác chiến tranh. Nhưng các vị ý đấy, ồ ạt có cơ hội là truyền đi sang nước ngoài. Anh thấy thế không? Nếu mà giả sử mà có chiến tranh thì anh nhận định về cái việc mà cầm súng chiến đấu của mấy vị dân chủ quậy đấy khả năng bao nhiêu phần trăm ạ? Không có 100 nào cả phần trăm nào hết. Dân chủ quậy chưa đủ tư cách nói về chiến tranh. Tại vì tôi đã xem lại một số tài liệu trước đây mà mấy ổng mà xuyên tạc đường lối nhà nước Việt Nam á, tôi đã xem lại tài liệu rất nhiều. Mấy ổng vốn không thích hợp cầm súng mà thích hợp cầm giày cầm quần bỏ chạy thôi. Tại vì đi ra tới nước ngoài này tôi đã thấy rất rõ ràng. Cái thời đó, ví dụ như tôi nói cho quý vị nghe nè, cái thời đó nếu mấy ông có gan, mấy ông yêu nước, mấy ông ở lại dưới nước, dù cho ông Dương Nhân Minh có tuyên bố là đầu hàng vô điều kiện, thì đó là chuyện của ông Dương Nhân Minh. Thì nếu mấy ông ở lại đây chiến đấu với là nhà nước Việt Nam đi, không? Thì cũng có thể là chiến tiếp, nhưng mà giờ mấy ông đầu hàng bỏ chạy. Xin lỗi quý vị rằng tôi không bao giờ ủng hộ chiến tranh, nhưng mà những cái chuyện nó nói, cái chuyện nó đến thì phải đến thôi. Tôi chỉ bình luận là nếu tôi là nằm trong cái quân đội vừa rồi của bên mà Việt Nam Cộng Hòa, ông Dương Nhân Minh ông đầu hàng là chuyện của ổng. Nếu tôi có gan thì tôi sẽ ở lại đấu với Cộng sản đó, còn nếu tôi không có gan là tôi phải bỏ chạy. Cho nên cuối cùng xác định rằng mấy ổng không có gan ở lại chiến đấu tiếp. Cái cớ của ông Dương Nhân Minh là mà tuyên bố đầu hàng vô điều kiện là để cho mấy ổng coi như là mượn cái cớ của đầu hàng và bỏ chạy luôn, để mà bớt đi cái nhục nhã khi đầu hàng. Tôi nói thật với quý vị, khi đang chơi một cái trận gì đó mà đầu hàng vô điều kiện là đã chứng tỏ là mình không có đủ gan rồi. Nói thật, đây là tôi nói chỉ nói về đàn ông thôi. Rõ ràng là tụi nó đầu hàng là bỏ chạy rồi. Cho nên tôi rất là xem thường tụi nó ở cái chỗ là nói cái câu đã Cộng sản hèn với giặc ác với dân. Câu đó là chỉ dùng cho mấy ổng thì đúng hơn.
Tôi nói gì có đúng không? Các bạn mà đã thảm bại ở miền Nam, còn bây giờ đi qua tới Mỹ là ôm sùm tự xưng mình là anh hùng. Các ông bỏ chạy thì gọi là anh hùng hả? Người ta ở lại giữ nước thì cho người ta gọi là tiểu nhân. Thấy không? Bây tôi mới nói ở bên nước Mỹ nó có nhiều bộ giáo dục khác nhau nhưng mà chưa bao giờ có cái bộ giáo dục chính trị ảo như là quý vị. Đó. Cái đất nước Mỹ từ trước giờ chưa có cái vấn đề đó, nhưng từ khi nó các bạn bỏ miền Nam chạy qua tới bên đó rồi, các bạn sáng lập ra cái bộ giáo dục chính trị ảo. Đó. Rồi cuối cùng các bạn thấy 46 năm trời á, các bạn còn lại bao nhiêu thằng? Còn bao nhiêu thằng già? Tôi nói có đúng không anh Nguyễn Ngọc Lập? Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. À không, anh Nguyễn Ngọc Lập mà trên Thăng Long TV mình đó, cũng có xuất hiện. Có rồi, Tôi muốn nói là ông có một có. câu vậy trong cái ý anh Phước Hưng vừa xong đề cập, cũng có cái ý rất đúng là ông Dương Văn Minh, ông ta tuyên bố đầu hàng là để tạo điều kiện cho mấy vị cờ vàng ấy, cao lý được sống ấy, đấy đúng không ạ? Chính vì ông Dương Văn Minh đầu hàng mà các vị được sống sót nhiều, mà vị sống thì các vị sang bên nước ngoài, cái vị ở bên đó bây giờ các vị đấy. Nhanh Hưng nói đúng, các vị bỏ chạy thì các vị không nói các vị hèn, trong khi các vị lại đổ thừa cộng sản. Đúng, tôi nói với quý vị nghe, tôi thấy họ kích động dân bên Việt Nam nhiều, những cái chiêu bài tầm bậy tầm bạ không à. Đó, chỉ có những câu nè, đã cộng sản hèn với giặc ái với dân, đã cộng sản là đàn áp tôn giáo, đã cộng sản là độc tài, rồi có mấy câu đó, là có một cái bài ca con cá hát suốt 46 năm trời. Nói tới cái chuyện này là mấy thằng tôn giáo này, để tôi nói cho các bạn nghe. Xin chào các bạn đội lớp tôn giáo trên quê hương ta. Nhà nước Việt Nam không có cấm, không có phê phán các bạn tu cái kiểu gì, mà chính các bạn phê phán đường lối nhà nước Việt Nam, phải đi đường này, phải đi lối kia. Tôi nói thẳng các bạn đừng lạm dụng tôn giáo để mà xen vào mà quấy phá mà cái nền chính trị của người ta. Nhà nước Việt Nam họ hiền với tôi không có hiền. Các bạn tu thiệt tôi xây nhà thờ cho các bạn tu, các bạn tu thiệt tôi xây chùa cho các bạn tu, các bạn làm loạn tôi bắn bỏ các bạn liền. Các bạn đừng giỡn trò. Mấy chục năm qua tôi chưa bao giờ thấy chính phủ Việt Nam phê phán tôn giáo, mà có một số đội lớp tôn giáo phê phán chính phủ Việt Nam. Chuyện này quá rõ ràng, các bạn không bao giờ qua mặt được tôi. Đó. Để ngày hôm nay tôi nói cho các bạn biết là từ nay tới sau các bạn nên chừa đi. Tôi nói thẳng với các bạn, chính phủ Việt Nam hiền đó, chứ các bạn mà gặp tôi là tôi không bao giờ tha cho các bạn. Tu thì lo tu đi, nếu không thích cộng sản thì đi lên tàu lên bè đi vượt biên. Còn các bạn đội lớp tôn giáo, các bạn tu phê phán còn chửi bới người ta, mạ lị người ta nữa, các bạn chửi nhà nước Việt Nam là một cái lũ ăn cướp. Thấy không? Ai ăn cướp gì của các bạn? Thấy không? Các bạn tu mà các bạn dùng cái lời nói tục tĩu vô cùng. Tôi cũng không biết cái trang kinh sám hối hay cái kinh cầu siêu nào nó dạy quý vị ăn nói như vậy. Tôi nói thẳng, các bạn đừng giở trò bịp bợm đội lớp tôn giáo mà phê phán chính quyền Việt Nam. Chính quyền Việt Nam không có cấm các bạn tu bất cứ là cái đạo nào trên trên quê hương ta. Người ta khuyên các bạn là tu tốt, nhưng các bạn đội lớp tôn giáo, các bạn giả mạo trong đó, thấy không? Quấy rối an ninh mà trật tự, rồi lôi kéo một số giáo dân kém hiểu biết để chống phá đất nước. Các bạn làm ra những cái chuyện đó mà các bạn vẫn còn được sống ngoài dòng pháp luật. Tôi thấy nhà nước Việt Nam rất là nới tay đối với quý vị. Cái điều đó tôi dường như không có hài lòng đó với nhà nước Việt Nam. Quý vị phải thẳng tay đối với những người dân lành, chúng ta dùng đức để phục chúng, nhưng mà đối với những người dân lì thì cần phải dùng sức để phục chúng. Đó. Quý vị Việt Nam lãnh đạo nước Việt Nam, tôi nói thiệt với quý vị, ở bên Tây phương này nó có nhiều cái lực răn đe người dân mà lì lợm hay lắm. Quý vị mà dùng được cái đó, tôi bảo đảm với quý vị chính trị của quý vị tốt 100% luôn. Phải răn đe mấy thằng mà phản loạn trên quê hương mình. Đó. Cái Cụ nào thể mà nha dám nhân anh, đạo thì mình nên nhân đạo. anh có thể đưa ví dụ cụ thể luật bên đó về những tên phản quốc bên đó cho khán giả so sánh thế mà cụ thể như thế nào ạ? Tôi nói cho quý vị nghe, ai đến đây mà không có sanh đẻ tại đây đó mà làm loạn bất cứ chuyện gì, nó bắt bỏ tù, nó trục xuất về bản liền, bất cứ là quốc gia nào. Chỉ có người Na Uy chánh tông, ai được sanh đẻ ở đây thôi thì là nó nhốt tù một thời gian dài rồi rồi nó thả các bạn ra. Còn ai mà ở bên đây nè, thưa quý vị, có một số phản loạn người Hồi giáo đó, nó qua đây rồi nó cũng về bên đó, nó cấu kết với bên nó để mà tụi nó cũng đâm nhau chém nhau ở trong cái quốc gia Hồi giáo. Bị tình báo Na Uy người ta biết được hết trơn, người ta có bằng chứng, đuổi đầu về bên Hồi giáo hết trơn đó quý vị. Afghanistan nè, Pakistan, Syria rồi đó, tụi nó qua đây tị nạn một thời gian rồi tụi nó vẫn còn trở lại cái vấn đề mà chính trị mười chị gì của quê hương nó đó, bị gián điệp của Na Uy người ta biết hết, người ta trục xuất gì hết. Còn mấy tên Việt Nam ở bên này là nó chỉ là nói thôi chứ nó chưa có làm gì được. Nếu mà nó có sự hành động gì mà có ảnh hưởng tới mà nền an ninh của mà Na Uy là nó bị trục xuất về 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 Việt Nam liền.
Yeah. Tại vì cái bọn Hồi giáo bên này nó nguy hiểm hơn mấy thằng chửi cộng bên này. Yeah. Mấy thằng chửi cộng này nó không dám làm, nó chỉ nói thôi. Nhưng mà cái bọn Hồi giáo bên này nó nói mà nó dám làm. Đó. Cho nên vấn đề Hồi giáo là thằng Na Uy nó rất là ghét. Cho nó trục xuất về nhiều lắm, thưa quý vị và thưa anh Bảo Trâm. Cái bọn dân chú cuội này nó đâu có xem dõi cái vấn đề, đâu nó đâu có theo dõi vấn đề hành xử bên Na Uy này nhiều bằng tôi được. Đó tôi xin chia sẻ cho quý vị. Cho nên tôi mong rằng quý vị đừng bận tâm gì tới những gì mấy thằng dân chú cuội này đó nữa. Bây giờ không còn gì để nói nữa. Tụi nó chỉ còn vài ba thằng thôi à. Vâng, mà thỉnh thoảng thì mấy cái em sọc que Thủy Dương hay mấy cái em dân chủ quậy mà lên xuyên tạc ấy thì đập vào mắt mình, đập vào tai mình nghe rất khó chịu anh ạ. Ví dụ như bây giờ cái thằng Tân Thái hay thằng Trương Độc Nhãn, anh biết không? Anh biết hai thằng đấy. Cứ Biết 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 good morning American evening in Vietnam, dài cái giọng ra, xong bắt đầu cái mặt thì nhọn như là cái mặt cái con cá mồm muỗm ấy, ai nghe đâu. Mà tức là cá nhân Bảo Trâm nghĩ là những vị đó đời sống về tinh thần, đời sống về vật chất chắc chắn là không bằng những anh em Bảo Trâm ở Hà Nội rồi, chắc chắn đời sống vật chất và tinh thần thua. Nhưng mà cứ kêu là muốn giải phóng, muốn cứu giúp người, cho rằng mình sung sướng ở quê Lầm Than. Thực sự mấy anh Phương dùng kiệu bạc rước Bảo Trâm đi nước ngoài, Bảo Trâm không đi, chắc chắn là vậy. Vì ở đây Bảo Trâm có bạn bè, hàng xóm, gia đình, có mồ mả ông bà tổ tiên, có công việc ổn định, có thu nhập tốt, thành ra là Bảo Trâm có giờ thèm đi đâu. Nhưng mà hễ mà bình luận hay tranh luận ý là bảo là mày nói thật đi, nếu cho mày có điều kiện đi nước ngoài là mày đi hết, cột đèn cọ chân nó cũng đi. Đấy cái sự mà suy nghĩ suy nghĩ ta ra một người ếch ngồi đáy giếng như vậy anh Phương ạ. Và Dạ đối với mời anh, vâng mời anh. tên này tôi biết. Để tôi tiếp lời của anh, tôi xin thưa như vậy. Thưa quý vị khán thính giả trên quê hương ta, một cuộc đời đi vượt biên kiếp lưu vong vốn không ai muốn, nhưng mà quốc gia ta không may sinh ra là đã chiến tranh quá nhiều năm, cuộc sống khổ sở quá, có nhiều người dân người ta sống không nổi và chịu đựng không nổi. Tôi chỉ chia sẻ thôi, tôi không nói ai là xấu cả. Ngoài nước Việt Nam ra cũng có nhiều nước khác lắm. Khi đi vượt biên vốn không ai biết được tôi sẽ đến nước nào và được bình an ở nơi nào. Đi vượt biên đi lừa lửng lắm, dễ chết lắm quý vị, chứ trung bình là 10 người đi là có là 9 người chết. Đó. Sở dĩ hôm nay chúng tôi được may mắn gọi là được tái sinh, không thoát rồi là được thoát chết ở trên biển rồi qua tới đây rồi. Chúng tôi cố gắng làm ăn là có nghĩa là cuộc sống của chúng tôi khá hơn chúng tôi thời mà bỏ xứ ra đi, tức là lên tàu lên bè và lên chạy tị nạn ở. Chúng tôi cảm thấy an ủi lắm. Chính vì vậy chúng tôi có bao giờ lên kênh truyền thông nói là chúng tôi là giàu có hơn người ở bên Việt Nam các thứ này nọ, đây chúng tôi biết đây biết thân phận của chúng tôi như thế nào, chúng tôi làm ăn khá hơn chúng tôi hơn ngày xưa quý lắm rồi. Nhưng mấy thằng kia là mấy cái thằng xạo lên để gai dẻ ta đây là người trí thức, ta đây là người chính trị các thứ để mà đánh bóng tên tuổi. Rồi đó là một mặt. Rồi mặt thứ hai nữa là muốn kích động lòng dân, tại vì nó thù ghét đảng cộng sản, chứ tôi không có thù ghét đảng cộng sản đó, là nó khác ở chỗ đó. Nhưng nó không coi lại nó là cái thứ gì ở trên xứ người đó. Nó vốn không có ngờ rằng mấy chục năm sau nhà nước Việt Nam lên dù dù phát triển dù dù là sau khi là được mà bãi bỏ nhiều là lệnh cấm vận khác nhau đó. Trong đầu của tôi nó cứ nghĩ rằng nước Mỹ là hơn nước Việt Nam mình đó. Tôi nói cho quý vị nghe là nước Mỹ nó hơn nước Việt Nam hay nó không hơn nước nào là kệ cha nó, nhưng cái quan trọng là mấy thằng này nè nó làm gì được nhà nước Việt Nam, tại vì chính nó muốn hơn thua với nhà nước Việt Nam chứ không phải là nước Mỹ nó muốn hơn thua với nhà nước Việt Nam. Cho nên tôi rất là xem thường những cái thằng chỉ biết nói mà không làm được chuyện gì. Anh Bảo Trâm coi lại đây, người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ đó đi ăn xin đầy đường, anh nghĩ coi vậy chính phủ của Mỹ nó bảo đảm cho cái đời sống của người dân Việt Nam mình chưa, rồi ngoài người dân Việt Nam ra còn người dân Mỹ chánh tông nữa. Anh nghĩ coi, quý vị nghĩ coi, cái quốc gia Mỹ nó giàu vậy sao người dân nó ăn xin nhiều vậy? Tôi nói có đúng không anh Hoàng Duy Hùng và chú Đức Đào Bạc và anh Nguyễn Ngọc Lập? Cái nước Việt Nam của chúng ta mà homeless nằm ngoài đường còn thấp hơn là nước Mỹ đó. Vậy xin hỏi quý vị, cái nước Mỹ á, tụi nó mà tăng bốc là cái thiên đường gì của xã hội chủ nghĩa đó, tại sao ăn xin nhiều vậy? Đó, anh nhìn lên đi, anh nhìn lên đi, đó, cho nên mấy cái thằng xạo, nó chỉ biết nói về cái mặt mà không tốt của quê hương mình mà nó quên đi cái mặt không tốt của bên nước Mỹ. Còn nói về mà viên chức hối lộ buôn xì ke nè, em mấy chữ cộng mấy thằng hay thường lên chống cộng, tụi mày coi cảnh sát Mỹ tại sao vừa đi làm mà vừa phải bán cảnh đi bán xì ke vậy tụi mày? Đó, cảnh sát Mỹ đó, tao muốn tụi mày làm một cái đề tài này nói bằng tiếng tiếng Na Uy cũng được và tiếng Anh cũng được, tại sao viên chức của Mỹ phải đi bán xì ke mà sống?
Tụi mày nói được không? Tụi mày nói là ở bên đó là tự do ngôn luận mà, tụi mày nói đi. Bao nhiêu năm qua tao chỉ thấy tụi mày lên kênh truyền thông nói tiếng Việt Nam và phê phán chính trị nước Việt Nam không à. Đó, tụi mày làm thử một cái đề tài. Tại sao cảnh sát nước Mỹ, gọi là viên chức nước Mỹ đi làm chuyện phạm pháp? Đó, làm được không? Tụi mày có gan nói xấu nhà nước Việt Nam thì tại sao tụi mày không có gan nói xấu nước Mỹ? Không lẽ ăn nhờ ở đậu trên xứ người không dám nói? Nếu như vậy là nước Mỹ cũng chưa gọi là tự do. Nhưng mà tao dám. Tao xin thách thức một người nào chống cộng ở Na Uy này lên để lên trên truyền thông này nói chuyện với tao về vấn đề tệ nạn xã hội ở Na Uy. Tao hoan nghênh bất cứ ai. Đó. Muốn nói tiếng Việt tôi sẽ nói tiếng Việt, muốn nói tiếng Na Uy tôi sẽ nói tiếng Na Uy với quý vị. Tôi hoan nghênh quý vị. Đó. Có đủ can đảm bôi xấu nhà nước Việt Nam thì phải có đủ can đảm nói lên sự thật ở bên nước ngoài này. Các bạn dám chơi với tôi dám không? Nghe không? Tôi nói vậy đó anh Bảo Trâm, hôm nào mà có khách mời nào lên là chúng ta sẽ lên cái diễn đàn này. Tôi thách bất cứ một thằng nào dám nói về tệ nạn xã hội ở trên xứ người này. Đó. Nghe không? Ở Vâng. đâu nó cũng có người tốt, người xấu. Ở đâu nó cũng có thanh quan và tham quan, ít hay nhiều thôi. Nhưng mà tôi thấy các bạn là có cái ác cảm không? Về nhà nước Việt Nam quá nặng. Mà trong khi các bạn nhìn lại đi, mấy chục năm nay người ta có nói xấu gì các bạn không? Mà chính người ta đã làm gạn rạn danh nước Việt Nam. Còn các bạn là những con sâu quấy rối, mà trong khi những con sâu đó là con sâu không đáng giá. Không? Các bạn nhìn ngang nhìn dọc, các bạn có cái chỗ nào hơn được nhà nước Việt Nam, bạn nói giùm tôi một cái. À, vâng, anh có nhắc đến cái việc mà thấy mấy vị lợi dụng tôn giáo để chống phá, thì cụ thể anh thấy có những vị nào mà họ làm cái việc đó anh, mà lợi dụng tôn giáo để chống phá? Có nhiều lắm, tôi có gửi video clip qua cho anh Minh Tiến nữa đó. À, tôi quên mấy cái tên đó rồi, và tên mấy thằng đó là nhiều thằng lắm. Và mỗi một lần tôi xem đài các thứ tôi có chụp lại tôi gửi lại cho anh Minh Tiến hết trơn á. Đội lớp tôn giáo bên nước Việt Nam mình nhiều lắm. Tôi có đưa cho anh Minh Tiến lên bữa nào là đưa cái clip lên để tôi phản biện tiếp. Tôi theo dõi nhiều lắm thưa quý vị khán thính giả. Tôi ghét nhất là mấy thằng đội lớp tôn giáo á. Còn mấy thằng mà dân chú cuội mà đi theo mấy thằng lôi kéo bên này thì cái chuyện đó cũng có thể tha thứ một chút. Nhưng mà tôi ghét như là mấy thằng đội lớp tôn giáo mà đi mà quấy rối chính trị bên bên Việt Nam mình đó. Tôi ghét mấy thằng đó lắm. Tu thì không lo tu. Thấy không? Nếu mày thích chính trị thì mày đi làm chính trị đi. Rồi nay mai mày làm chủ tịch nước đó, mày tổ chức ngàn cái đảng cũng được, tao đâu có cấm mày. Thấy không? Còn ngày một mặt mày giả tu, hoặc ngày mày đi quấy rối an ninh trật tự. Thấy không? Đơn giản lắm nè, nếu mày không thích ở bên Việt Nam tu mày đi qua này nè, mày kêu cái hội mà tôn giáo mà của quốc tế bảo lãnh này qua đây tu, đơn giản mà cũng giống như tao nè, ngày xưa đó không, má tao không cho tao ở Việt Nam, nó nghèo quá sống với cộng sản khổ quá đưa tao đi vượt biên vậy thôi à, nếu mà tao hên thì tao sống cho còn không ấy thì tao chết ở trên biển thôi, đơn giản thì đâu cần phải giả bộ nhà, giả bộ này giả bộ nọ, nhà nước Việt Nam bây giờ cho tụi mày đi thoải mái mà đó, thằng nào không thích ở đất nước Việt Nam cứ lên tàu lên bè đi vượt biên. Cộng sản có ép ai đâu, đúng không? Còn đã dám sống trong đất nước Việt Nam rồi thì mình phải làm cái chuyện gì có lợi kìa, đúng không? Các bạn có cái sức gì để chống với nhà nước Việt Nam? Đây tôi không phải là tôi binh ai bỏ ai mà tôi nói lên sự thật thôi, đúng không? Các bạn tự cho các bạn là những người hiểu biết về chính trị. Nếu hiểu biết về chính trị thì phải gia nhập vào chính trị làm một điều gì tốt cho đất nước, đúng không? Còn nhà nước Việt Nam người ta làm theo cái khả năng đó. Nếu các bạn cảm thấy không vừa ý theo cái khả năng của các bạn đó thì các bạn nói nêu ra các thứ, và nếu các bạn được sự ủng hộ của tất cả mọi người thì các bạn lên làm lãnh đạo, còn các bạn muốn đi đường lối gì cũng được. Nhưng mà các bạn không làm điều đó, các bạn đi mà xuyên tạc bừa bãi rồi phát tán truyền thông lôi kéo những người kém hiểu biết không à, tôi đã dùng cái từ rồi, lôi kéo những người kém hiểu biết chứ những người hiểu biết như chúng tôi ai đi theo các bạn không? Đâu phải mày phát cái áo lên gọi mày là cha là tao nể mặt mày đâu, mày phải làm đúng thì tao mới nể mày là cha chứ không? Còn mày làm phản phản loạn mày đội lớp tôn giáo mày phát cái áo lên à, rồi mày đi qua quấy rối chính trị gọi cái đó gọi là tu à, đúng không? Cái dạng biệt bộ mà tu hành ở bên Việt Nam á là cái con số lẻ là đồ bỏ, nó muốn gia nhập vào biệt bộ qua đây nè thứ dữ không à. Đó. Tôn giáo bên này tôi nói cho quý vị nghe nha, có một số người á nó tu đã rồi qua cuối cùng nó ra thì phạm vào cái tội ấu dâm đó. Ấu dâm với xì ke ma túy, quý vị thấy kinh dị chưa đó, mà dạng là nổi tiếng đó nha chứ không phải là dạng linh tinh đâu đó. Quý vị có biết bao nhiêu cái chuyện tệ nạn xã hội trên xứ người này đó. Tôi cũng muốn quý vị đội lớp tôn giáo bên quê hương ta cũng nói lên một cái đề tài là tại sao tu nhiều năm rồi đi ra là phạm vào cái tội ấu dâm vậy đó. Tụi mày có khả năng chửi nhà nước Việt Nam thì tụi mày cũng có thể khả năng bình luận về mấy thằng đồng đạo của tụi mày đi, đúng không?
Tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị làm cái nghề gì tôi không cần biết, nhưng quý vị phải làm người tốt kìa, cái người làm đúng luật pháp kìa, chứ đừng làm chuyện phạm pháp. À, tôi thẳng với quý vị. À, mà ai làm chuyện phạm pháp, ai làm chuyện hợp pháp, chuyện đó khó nói lắm. Ừ. Có vậy, có phải vậy không thưa quý vị khán thính giả? Vâng anh có nhắc đến một vài nhân vật ở hải ngoại ở Hoa Kỳ mà bây giờ đã có cái nhìn ủng hộ tiếng nói yêu gọi là ủng hộ có góp tiếng nói ủng hộ quê hương đất nước Việt Nam, trong đó có mấy ông Đức Đầu Bạc, ông Ngọc Lập, ông Hoàng Duy Hùng. Thế thì trong mấy cái vị trên ấy thì trong mấy cái vị anh kể tên thì có một vị là rất nổi tiếng ở Việt Nam và coi như là cũng gây một số cái ý kiến nó trái chiều nhưng mà đa số là ủng hộ anh ạ. Đó là nhân vật nào anh biết không? Nhân vật Hoàng Duy Hùng. À, vâng, thế nhân đây thì ngoài anh cảm nhận suy nghĩ gì về anh luật sư Hoàng Duy Hùng? Mời anh. Dạ. Yeah. Anh luật sư Hoàng Duy Hùng là một người có trình độ. Đó. Nhưng mà đáng tiếc là mấy chục năm về trước anh đã đi sai một cái con đường gọi là con đường chống cộng thôi. Đó là tôi sẽ bình luận trước và sau. Dạ. Yeah. Tôi rất tiếc cho anh Hoàng Duy Hùng ở cái thời điểm đó. Ừ. Nhưng không có gì, anh Hoàng Duy Hùng thì không có xấu gì với tôi cả. Tôi chỉ bình luận những cái gì anh làm. Đó. Nhưng ít ra anh Hoàng Duy Hùng, anh dám làm, anh dám nhận, anh dám chịu. Ừ. Tôi thích ảnh cái chỗ đó. Ảnh cũng đã từng ngồi tù bên Việt Nam. Nó ngày hôm nay được là lệnh tha rồi. Nhưng anh Hoàng Duy Hùng giờ không còn liên can gì vấn đề tù tội bên Việt Nam cả. Anh là người dân bình thường. Nhưng hôm nay anh Hoàng Duy Hùng ý thức ra được nhà nước Việt Nam như thế nào. Đó. Ông đã ủng hộ, ông đã nhìn ra được là cái sự thật, là cái chân lý. Cho nên ngày hôm nay anh Hoàng Duy Hùng là đi thăm từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đất nước Việt Nam ta. Rất là được nhiều người hoan nghênh và tiếp đãi đàng hoàng. Một con người đã quay về với cửa Phật rồi, chúng ta nên hoan nghênh họ. Yeah. Nhưng tôi thấy anh Hoàng Duy Hùng, anh rất có tâm về đối về và đường lối và quê hương đất nước. Và anh rất là ủng hộ nhà nước Việt Nam. Tôi thưa với quý vị, anh Hoàng Duy Hùng, nếu mà ngày xưa mà tôi biết ảnh sớm, tôi không bao giờ để anh đi vào con đường chống cộng. Vì đó là một cái trò chơi ảo. Anh Hoàng Duy Hùng anh dở là dở cái đó thôi, chứ anh cũng là một người có kiến thức học thức ở bên nước Mỹ, anh làm những cái chuyện mà đời sống của anh thì anh làm là đúng rồi, nhưng mà sai trái nhất là đi gia nhập vô cái nhóm chống cộng tào lao, nó làm chính trị ảo mơ này mơ nọ. Vì lúc đó anh Hoàng Duy Hùng cũng chưa có về Việt Nam, anh cũng chưa biết nhà nước Việt Nam là như thế nào. Anh Hoàng Duy Hùng anh cũng bị nhồi sọ bởi mấy cái thằng già trước đó. Anh Hoàng Duy Hùng cũng lớn lên từ ở bên Mỹ, cũng cái thời trẻ cũng giống như tôi thôi, nhưng mà cái cách nhìn về quê hương đất nước á, anh Hoàng Duy Hùng có cái nhìn trên lệch với tôi quá nhiều. Đó là vì anh nhìn chưa có thực tế, bởi vì tôi thông cảm cho anh là anh sống trong cái ổ chống cộng, là cái động chống cộng, cho nên ảnh bị leo lôi kéo vào cái lĩnh vực đó. Cho nên tôi cảm thấy tiếc cho anh Hoàng Duy Hùng một thời gian đó. Nhưng mà ngày hôm nay anh Hoàng Duy Hùng đã quay về với cửa Phật rồi, tôi thấy cũng là rất là ngưỡng mộ và thưởng thức. Lần này anh Hoàng Duy Hùng đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam, có một nơi anh Hoàng Duy Hùng chưa đến, đó là xin nhà nước Việt Nam đi vô cái nhà tù mà tù nhân lương tâm, tù nhân lương chi gì đó, giải thích cho những người đó biết ở nước Mỹ là như thế nào, chống cộng chống trừ ra sao đó. Cho nên anh Hoàng Duy Hùng chưa có quay được cái clip đó, hoặc là chưa có thể là được sự chấp thuận của nhà nước Việt Nam cho vào. À, trên luật pháp thì chắc anh Hoàng Duy Hùng không được vào đó đâu, tại vì đó là cái nơi khác biệt mà không thể nào muốn vô là vô đâu, không phải muốn lấy truyền thông là lấy đâu. Tôi cũng có rất hứng thú một ngày nào đó tôi về Việt Nam, tôi xin nhà nước Việt Nam cho phép tôi vô đó chừng 5 phút thôi. Cái thứ mà tù nhân lương tâm, lương chi mà đa nguyên đa đảng ở nước ngoài để tôi giảng đạo cho họ một bài. Đó, tôi nói thiệt đó. Vâng, cảm ơn anh Phương. Đã đến giờ anh đi nhậu với bạn rồi, đúng không ạ? Theo như anh em mình thỏa thuận lúc trước cùng nói chuyện. Cảm ơn anh Phương, cuối tuần chúc anh có một buổi gặp bạn bè nhậu nhẹt cuối tuần thật vui vẻ. Và chắc chắn rồi, khi nào anh về Việt Nam, Bảo Trâm sẽ đưa anh đi nhậu. Nhậu tăng 1, tăng 2, còn tăng 3, tăng 4, tăng XYZ ABC bờ cờ. Ok anh, thank you anh nhé. Vẫn gồng lên giữa đất, tổ quốc lên hình tia chớp ngăn tù.